xin chào các bạn mình là Vincent thì uh, tiếp tục cái chủ đề feed talk ngày hôm nay mình sẽ uh, trả lời cho các bạn uh, một cái câu hỏi một cái uh, thắc mắc mà trong thời gian vừa qua cũng rất là nhiều đặt uh, nhiều người đặt câu hỏi cho mình là thế nào là ăn cho nó đúng ấy tại vì cái sai lầm về bữa ăn là một cái sai lầm mà rất là nhiều người mắc phải thì mình sẽ làm cái video này để giải thích ba uh, cái sai lầm ba cái hiểu lầm về bữa ăn về dinh dưỡng mà rất là nhiều người mắc phải và cái tips để các bạn có cái bữa ăn đúng có cái thời gian ăn đúng và để giúp các bạn có thể tập luyện và đạt được cái hiệu quả hình thể như mình muốn thì các bạn không biết là như là mình đã đề cập trong những cái video trước đó thôi à, tập luyện thể hình ấy xây dựng hình thể nó là một cái chuỗi hạt nó gồm bốn hạt đó là à, tập luyện này dinh dưỡng này nghỉ ngơi này và cả cái lifestyle các bạn nữa thì không có thể thiếu bất cứ cái hạt nào được trong cái chuỗi vòng này thì hy vọng là các bạn sẽ xem đến cuối cùng cái video này để các bạn có được những cái tip về ăn uống để giúp cho các bạn là bổ sung vào cái chuyện ăn uống cái chuyện nutrition plan của các bạn hàng ngày để các bạn tập luyện có thể tốt hơn và xây dựng được một cái hình thể tốt hơn một cái lifestyle tốt hơn thì cái sai lầm đầu tiên ấy mà rất là nhiều người hay mắc phải đó là ăn trước buổi tập trong thời gian rất là ngắn chỉ từ 30 45 phút thôi thì mình đã tham dự rất là nhiều các group về thể hình về chia sẻ kiến thức thể hình các group về tập luyện à, trên kênh của mình cũng như là trên fanpage VS Aesthetic ấy cũng một vài bạn là hỏi mình là À, em thì làm công nhân rồi em thì làm học sinh rồi em thì làm nhân viên văn phòng. Buổi sáng em không có nhiều thời gian để chuẩn bị mà em chỉ có thể tập buổi sáng được thôi thì em có cần ăn gọi là 30 phút, 45 phút trước đó em mà cần ăn cái gì không và ăn như vậy nó có tốt không hay là à, cần thiết phải ăn như vậy nó mới tăng cơ hay không thì mình à, Nói với các bạn như thế này là các bạn không cần ăn trước khi tập 30 đến 40 phút. Nếu các bạn mà cần ăn trước khi tập ấy thì các bạn hãy ăn trước nó khoảng 2 tiếng hoặc thậm chí là 3 tiếng nếu các bạn cần gọi là một cái pre workout meal. Các bạn ăn cái gì thì tùy vào cái chế độ tập luyện của bạn, tùy vào cái mục tiêu tập luyện của bạn. Bạn muốn các bạn muốn giảm cân hay là các bạn muốn tăng cơ hay là các bạn muốn những cái mục đích thể hình khác hay là có những cái nhu cầu khác về hình thể, về sức khỏe thì nó tùy thuộc các bạn nhưng mà về thời gian uống các bạn nên ăn trước đó 2 giờ đồng hồ đó lý do là tại sao ạ tại các bạn phải biết giống như các bạn ăn vào buổi sáng đi các bạn dậy sớm sáng đi là cái lượng dinh dưỡng mà các bạn nạp từ ngày hôm trước từ buổi tối hôm trước ấy nó vẫn còn trong cái hệ thống gó của bạn nó chưa đi đâu mất đâu cả thì làm sao các bạn cần phải ăn thêm các bạn phải biết là cái mình tập luyện đấy là mình sử dụng những cái Uh, glycogen tích trữ trong cơ bắp, glycogen là từ gluco gluco là từ các uh, nguồn thực phẩm mà bạn cung cấp vào nó chuyển hóa thành đường huyết, chuyển hóa thành gluco, đạm cũng có thể chuyển hóa thành gluco và khi cơ thể cần thì axit béo. Đó axit béo cũng có thể chuyển thành gluco chứ không nhất thiết phải tinh bột và bạn ăn đã ăn ngày hôm trước rồi ấy mà bạn sáng dậy hôm sau bạn ăn ấy thì bạn còn chưa sử dụng hết cái lượng dinh dưỡng từ ngày hôm trước bạn đã nạp vô rồi thì thứ nhất là nó phí và thứ hai là À, nó cũng chả giúp ích gì cả lý do tại sao mà nó chả giúp ích là tại vì cơ thể người bình thường ấy thì người ta cần từ 1 giờ 30 phút đến 2 giờ để có thể tiêu hóa hết thức ăn đó thì khi mà bạn ăn vô thì nó còn ở trong bụng các bạn và ăn 30 phút là đi tập ấy nó còn nguyên ở trong dạ dày các bạn nguyên trong cái đường tiêu hóa các bạn nó còn chưa đi hết cái đường tiêu hóa các bạn ấy nên là thực ra nó chả có tác dụng gì cả nó chỉ có tác dụng giả dược là làm bạn an tâm hơn là bạn cần phải ăn ấy để tập nó đỡ mệt thôi nó hoàn toàn là như vậy chứ còn nó có được tiêu hóa hết đấy nó cũng ở trong đường máu của các bạn nữa và trong đường máu của các bạn nữa và nó còn phục vụ rất là nhiều mục đích khác nhau chứ không phải chỉ tập luyện cơ bắp nên là cái chuyện bạn ăn trước 30 phút đấy hay là 45 phút đấy trong thời gian quá ngắn ấy, thì nó không giúp ích gì cho cái việc tập luyện tăng cơ hay là giảm mỡ ở các bạn cả và một lý do cuối cùng mới là khi bạn ăn trước tập luyện chỉ trong một thời gian ngắn ấy và đặc biệt là với những bạn này còn ăn tương đối là nhiều ấy thì uh, cái thời gian mà uh, cơ thể cần để tiêu hóa thì các bạn phải biết là cái hoạt động tiêu hóa là cũng là một cái hoạt động mà cơ thể ưu tiên và cơ thể dành rất là nhiều năng lượng dành cho nó. Thì bạn cơ thể bạn ấy là vừa cần năng lượng ấy để tiêu hóa xong lại vừa cần năng lượng để sau đó bạn tập luyện ấy thì nó tạo ra cái sự hỗn loạn ở trong cái chuyện là trao đổi chất trong cái chuyện là cơ thể dùng năng lượng để ưu tiên cho cái nào hơn. Cái cái đó hoàn toàn không tốt và đối với những cái bạn nào mà ăn quá nhiều trước khi tập với các bạn vô tập vô vào lúc tập ấy nhiều khi các bạn sẽ bị những cái chứng khác hay là các bạn sẽ bị đau bụng hay là các bạn sẽ bị mệt hơn đấy mà nó không hoàn toàn tốt không tốt cho cái việc là tập luyện của các bạn cái sai lầm và ăn uống thứ hai ấy mà một cái sai lầm là mình mình thấy rất là nhiều bạn mắc phải thực ra là gọi là sai lầm không đúng nhưng mà gọi là một cái gọi là mình chưa biết dùng từ như thế nào nhưng nó có thể nói là một cái hiểu lầm mà các bạn hay làm theo đó là các bạn hay chia ra làm nhiều bữa ăn như các pro bodybuilder tức là các bạn xem trên youtube hay là các bạn xem trên online các bạn coi những cái thần tượng thể hình như Jay Cutler như Phil Heath các bạn coi những thể hình ở cấp độ aesthetic như là Chepside, hay là như Simon Banda đó hay là Unice Junior thì họ ngày họ ăn 5 bữa 6 bữa rồi các bạn về các bạn cũng ăn theo ngày các bạn ăn 5 bữa 6 bữa nhờ các bạn phải biết rằng ấy cái chuyện mà một người ăn 5 bữa, 6 bữa hay ăn 3 bữa nó tốt hơn cho cơ bắp thì hoàn toàn là pro science tức là hoàn toàn chưa có một nghiên cứu nào chứng minh tại vì mỗi cái đều có lợi và có hại khác nhau bạn ăn 6 bữa hay bạn ăn 3 bữa nó vẫn quan trọng là chất lượng bữa ăn nó vẫn quan trọng là lạp đủ protein, lạp đủ vitamin, lạp đủ khoáng chất và đủ có đủ năng lượng để bạn tập luyện là cơ bắp của bạn nó phát triển thì trong cái video về mà nói về là bạn cần ăn bao nhiêu whey hay là bạn cần nạp bao nhiêu whey ấy hay là bạn cần ăn whey sau ngay sau khi tập hay không thì mình cũng đã đề cập đến chuyện này rồi các bạn có thể theo dõi để hiểu thêm nhưng cái chuyện các bạn ăn năm sáu bữa thứ nhất là đối với mình ấy là nó phí tiền và thứ hai ấy, là đối với mình là nó mất thời gian các bạn phải biết là một ngày các bạn còn có rất là nhiều các công việc khác họ là pro bodybuilder họ là ql về fitness ql về thể hình họ tập luyện là công việc của họ và ăn cũng là công việc của họ luôn nên một ngày họ ăn năm sáu bữa rất là bình thường và một cái điều tiếp theo nữa là tại vì họ còn dùng steroid nữa nó tất cả những cái vận động viên thể hình đỉnh cao tất cả những kêu fitness cảnh cao dù họ có claim ở trên youtube lên online là tao là một thằng tự nhiên một thằng natty nhưng thực ra là họ đều xài steroid họ đều xài rất là nhiều chất bổ trợ thì cái việc mà họ sử dụng cái protocol tức là cái phương thức ấy, là ăn năm sáu bữa để họ ngăn chặn cái anabolic ray rồi các bạn phải biết là những cái vận động viên đó thì cái tỷ lệ anabolic cũng như tỷ lệ catabolic ấy, nó rất là khác người thường, nó rất là sâu và nó rất là mạnh ấy thì để ngăn chặn cái chuyện là anabolic ray nó đi xuống và catabolic ray nó đi lên ấy thì họ sẽ ăn nhiều hơn trong ngày và thực sự ấy cái nhu cầu calorie có nhu cầu bắc kinh cái nhu cầu mà à, đối với dinh dưỡng của họ rất là khác người bình thường, họ ăn phải ăn rất là nhiều là tại vì nếu mà để ăn dồn vào một bữa thì với lượng thức ăn như thế họ không thể tiêu hóa nổi họ không thể nào ăn nổi nên họ phải ăn thành nhiều bữa như vậy chứ không phải là à, họ phải ăn thành nhiều bữa là nó có những cái lợi thế đặc biệt gì hay nó có làm cho các bạn là cảm thấy là đó là một cái phương thức thần kỳ nên là các bạn không cần thiết phải ăn nhiều bữa đơn giản một cái ví dụ đơn giản đó thôi là các bạn ăn nhiều bữa ấy thì nhỏ nhỏ ấy, thì cơ thể nó sẽ dành ít thời gian hơn để tiêu hóa nhưng mà cũng đồng nghĩa rằng là các bạn phải ăn nhiều bữa còn các bạn ăn ít bữa ba bữa thì cơ thể nó phải dành nhiều thời gian hơn để tiêu hóa hơn thì các bạn ăn ba bữa các bạn có thể làm nhiều thức ăn hơn ở trong một bữa ăn đơn giản như vậy thôi đó là hai cái phương thức hoàn toàn là giống nhau về mặt ý nghĩa nó không khác nhau nhiều về mặt ý nghĩa về mặt mục đích nhưng nó khác nhau nhiều về cách thể hiện về cách thực hiện thôi nên các bạn hoàn toàn không cần phải ăn năm bữa sáu bữa trong vòng một ngày nếu các bạn chỉ để phát triển cơ bắp để phát triển hình thể trang chắc còn tất nhiên rồi nếu mà bạn là vận động viên thể hình bạn là QL thể hình bạn muốn đi thi đấu thì bạn có thể áp dụng cách này nhưng mà nếu mà bạn không áp dụng cách này thì cũng không sao cả bạn có thể ăn ba bữa một ngày như bình thường thậm chí như mình ấy một ngày mình chỉ ăn hai bữa thôi mình vẫn có một cái hình thể gọi là ngon đơn giản như thế nên các bạn có thể hoàn toàn là bỏ cái loại <laughs> nên là các bạn hoàn toàn có thể bỏ cái process này ra khỏi cái suy nghĩ của các bạn. Yeah. Là, hai cái sai lầm ở trên ấy đều là những cái sai lầm mà rất là nhiều người mắc phải nhưng mà còn một cái sai lầm uh, thứ ba ấy, là một cái sai lầm mà uh, rất ít bạn mắc phải nhưng không phải không có và thực ra là cái sai lầm này là cái sai lầm mà dành cho beginner khá là nhiều là một số bạn còn ăn trong lúc tập hoặc là ăn trong lúc đang tập nhưng mà bạn nghỉ xong rồi bạn ra bạn ăn một cái gì đó nhẹ nhẹ. Thì các bạn phải biết là các bạn ăn trong lúc tập như vậy là không tốt Các bạn ăn trong lúc tập như vậy nó sẽ đảo lộn cái quá trình sử dụng năng lượng của cơ thể để cơ thể phải dành cả năng lượng để cho tiêu hóa nữa nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường huyết của các bạn tại vì do các bạn ăn cái gì vào thì các bạn cũng cần thời gian phải tiêu hóa và các bạn ăn cái gì vào thì nó cũng nạp vô máu của các bạn và các bạn đang tập luyện căng thẳng các bạn đang cần có một cái chu trình sinh hóa gọi là À, được mượt mà, ấy, nó tốt ích, nó giúp ích cho việc tập luyện thì các bạn này ngắt quãng nó bằng các việc là bằng việc là các bạn ăn vô cái dạ dày của các bạn ấy thì nó đảo lộn rất là nhiều thứ, tại vì dạ dày là cần phải tiêu hóa, cần phải làm việc nữa, nên là khi mà các bạn ăn trong lúc tập ấy, thì rất là nhiều bạn ăn trong lúc tập là còn đang tập là bị ói, hay là đang tập là bị sốc, hay là đang tập là phải đi về nhà luôn vì quá đau bụng không thể chịu nổi đó thì à, cái tip ở đây mà mình hướng dẫn các bạn này thì, thì thực ra là các bạn có thể uống các bạn có thể uống mấy cái loại nước như là cap drink hay là mấy cái mấy cái loại uh, nước mà có thực phẩm là intra workout thì hoàn toàn các bạn uống tại vì nạp vô đường uống thì nó rất là khác so với nạp vô đường ăn tại nạp vô đường uống thì cái dạ dày của các bạn được chống rất là nhanh và cái lượng dinh dưỡng đó nó nó được nạp vô máu rất là nhanh thì thực ra là nó cũng sẽ giúp ích cho cái việc tập luyện của các bạn tất nhiên rồi các bạn đừng nạp nhiều quá các bạn nạp nhiều quá thì nó cũng gây sốc cho cái đường tiêu hóa các bạn gây sốc cho cái đường huyết của các bạn nó làm ra những cái thay đổi mà quá gấp đi thì cơ thể các bạn nó không kịp thích ứng nó sẽ ảnh hưởng đến việc tập luyện và đặc biệt là cái đến cả sức khỏe của các bạn nữa thì hy vọng là các bạn sẽ rút ra những cái kinh nghiệm là các bạn không nên ăn cho cái tập luyện trừ chỉ trừ một cái trường hợp duy nhất thôi mình cũng có thể nói ở đây là một trường hợp duy nhất là nếu bạn là vận động viên bạn có một cái session tập luyện kéo dài bạn tập cả một ngày thì tất nhiên rồi bạn tập xong bạn nghỉ bạn ăn một cái gì đó nhẹ nhẹ để bạn nghỉ một thời gian và bạn tập tiếp thì ok cái đó là cái bữa ăn giữa các buổi tập nó rất khác trong cái chuyện là các bạn ăn trong lúc tập tức là các bạn tập mệt xong rồi các bạn ăn vô thì uh, trên đây thì mình đã trình bày ba cái sai lầm cơ bản về bữa ăn mà rất là nhiều người hay gặp thì mình cũng nhắc lại chút xíu đó là bạn không cần phải ăn trước khi tập 30 45 phút để làm gì cả bạn hoàn toàn không cần ăn đặc biệt là với những cái bạn mà tập buổi sáng ấy, thì bạn hoàn toàn không cần phải ăn bữa sáng trước khi tập nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới việc tập luyện của các bạn nó có hại cho việc tập luyện và có hại cho sức khỏe của các bạn chứ không phải là nó có lợi gì cả và cái thứ hai là bạn không nhất thiết phải ăn 5 6 bữa theo những cái idol những cái thần tượng thể hình ấy, những cái vận động viên thể hình chuyên nghiệp đó là bạn chỉ cần ăn ba bữa và bạn ăn chất lượng hơn là số lượng nó vẫn giúp cho các bạn có được mồi một mùi thể tốt và thậm chí là như mình ăn hai bữa hay có những người chỉ ăn một bữa ấy, ô mát đấy thì họ vẫn có được cái thể hình mà như họ muốn thôi đó và cái điều thứ ba nữa là bạn không nên ăn khi mà đang tập đó không nên ăn khi đang tập các bạn có thể uống cáp drink có thể uống những cái thức uống mà giúp tăng năng lượng trong lúc tập intra workout ấy nhưng các bạn hoàn toàn là không nên ăn khi tập thì hy vọng là các bạn sẽ enjoy những cái video dạng như thế này Và nếu các bạn có câu hỏi nào, có thắc mắc nào thì các bạn hãy comment bên dưới Và đừng quên like hay là đừng quên subscribe nếu các bạn chưa subscribe Để ủng hộ ekip tụi mình có thể làm nhiều video tốt hơn Thì xin chào, xin cảm ơn mọi người